chào các em đã đến với bài học hôm nay. Chúng mình hãy cùng nhau khám phá bài học hôm nay nhé các em. Các em có biết rằng xung quanh môi trường sống của chúng ta tồn tại nhiều loại vi khuẩn, virus có lợi cũng như có hại cho sức khỏe. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại vi khuẩn rất phổ biến trong ruột người và trong động vật đẳng nhiệt, đó chính là loại vi khuẩn này. Đây là tên của loại vi khuẩn này, một cái tên khá là dài, các em có thể đọc à, cái tên viết tắt của vi khuẩn này chính là E. coli. Đây chính là hình ảnh phóng to của con vi khuẩn này. Thì phần lớn vi khuẩn này thì vô hại hoặc giúp ngăn chặn những vi khuẩn có hại trong ruột người. Tuy nhiên, cũng có một số chủng gây hại. Nếu người bệnh mắc phải chủng VTEC này thì sẽ có những triệu chứng như là à, tiêu chảy ra máu, nôn và thậm chí một số biến chứng nguy hiểm như là suy thận và dẫn đến tử vong. Vậy thì các em thấy đấy nếu mà nó xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng rất là nguy hiểm đúng không các em vậy điều kiện uh, sinh sản của con này nó sinh sản như thế nào trong điều kiện lý tưởng thì cứ trung bình 20 phút một con vi khuẩn E.coli sẽ nhân đôi thành hai con giống hệt nhau và giống hệt con ban đầu vậy qua một lần nhân đôi có hai con vi khuẩn sau 40 phút là qua hai lần nhân đôi, số lượng con vi khuẩn sẽ là tích của hai thừa số 2 là bốn con vi khuẩn phải không các em? Qua 60 phút là qua ba lần nhân đôi, vậy thì số lượng con vi khuẩn là tích của 3 thừa số 2, vậy thì có 8 con vi khuẩn đã được à, tạo thành. Qua 4 lần nhân đôi thì số lượng con vi khuẩn sẽ trở thành À, tích của 4 thừa số 2 là tổng cộng 16 con. Vậy thì sau một ngày qua 72 lần nhân đôi thì số lượng con vi khuẩn sẽ là tích của 72 thừa số 2. Vậy các em thấy rằng là khi mà số lần nhân đôi tăng lên thì số lượng con vi khuẩn là tích của các thừa số 2 này nhìn khá là cồng kềnh và không thuận tiện cho việc tính toán. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách biểu diễn các tích của các thừa số bằng nhau đó chính là lũy thừa với số mũ tự nhiên Vậy trước khi chúng ta bắt đầu bài học chúng ta sẽ cùng nhau đề ra một số mục tiêu cho bài học hôm nay Vậy mục tiêu của bài học Mục tiêu thứ nhất các em có thể viết được các thừa số giống nhau dưới dạng lũy thừa Mục tiêu thứ hai đó là các em có thể xác định được cơ số và số số mũ của một lũy thừa bất kỳ. Mục tiêu thứ ba đó là các em có thể tìm tích của hai lũy thừa cùng cơ số. Mục tiêu thứ tư đó là các em có thể tìm thương của hai lũy thừa cùng cơ số. Nội dung của bài học hôm nay gồm các phần như sau. Phần 1 chúng ta sẽ học về lũy thừa. Phần 2 chúng ta sẽ học về nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Phần 3 chúng ta sẽ học về chia hai lũy thừa cùng cơ số. Phần 4, chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập chiếm lĩnh kiến thức và phần 5 sẽ là phần mở rộng và khám phá. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học hôm nay. Phần 1, chúng mình sẽ học về lũy thừa. Vậy các em đã biết phép cộng nhiều số hạng bằng nhau, mình có thể viết gọn bằng phép nhân. Cô có ví dụ ở đây, nếu cô có 2 cộng 2 cộng 2, vậy thì cô có thể viết gọn lại là 2 nhân với 3. Vậy thì phép nhân nhiều thừa số bằng nhau, chúng mình có thể viết gọn lại bằng cách là chúng mình dùng phép nâng lên lũy thừa. Vậy bây giờ nếu cô có tích của ba thừa số 2, cô có thể viết gọn lại là 2 mũ 3. Cái này cô sẽ đọc là 2 mũ 3 hoặc 2 lũy thừa 3 hoặc lũy thừa bậc 3 của 2. Vậy các em lưu ý cách viết giúp cô là số 2 cô sẽ viết to này các em và số 3 thì cô viết nhỏ phía trên. Vậy bây giờ nếu cô có tích của 72 thừa số 2 thì cô có thể viết gọn lại là 2 mũ 72 thuận tiện hơn đúng không các em? Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau à, tổng quát về cách viết lũy thừa có số mũ, với số mũ tự nhiên. Lũy thừa bậc n của A ký hiệu là A mũ n là tích của n thừa số A. Đó, ở đây cô có A mũ n, vậy đây chính là tích của n thừa số A, mình có n thừa số. Với n gọi là số mũ, A là cơ số, và các em lưu ý ở đây giúp cô là n phải khác không. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau làm luyện tập 1 điền vào ô trống. Và ở đây cô có 5 cột. Thiếu cột nào mình sẽ điền vào à, chỗ trống đó. Vậy đầu tiên, ở cột tích 3 x 3 thì mình có thể viết gọn là 3 mũ 2. Vậy mình có cơ số là cơ số 3. Số mũ là 2. Và giá trị của lũy thừa này là 9. Tiếp theo mình có lưỡi thừa là 2 mũ 5, vậy thì mình viết tích chính là tích của 5 thừa số 2. Ở đây cô có tích của 5 thừa số 2 và cơ số chính là 2. Số mũ là 5. Và 2 mũ 5 thì là bằng 32. Ở đây cô có tích của 3 thừa số 4 Vậy cô ghi dưới dạng lũy thừa sẽ là 4 mũ 3 Cơ số sẽ là cơ số 4 Số mũ sẽ là 3 Và giá trị của 43, 4 mũ 3 chính là 64 Ở hàng cuối cô có cơ số là 6 Số mũ là 1 Vậy thì lũy thừa chính là 6 mũ 1 Vậy tích ở đây mình chỉ có là chỉ là 6 thôi và giá trị của 6 mũ 1 chính là chính là 6. Đúng không các em? Vậy ở đây cô có một lưu ý dành cho các em đó là a mũ 1 thì sẽ bằng a. A mũ 2 ngoài cách đọc a mũ 2, mình còn có thể đọc là a bình phương. Và a mũ 3 ngoài cách đọc a mũ 3, mình có thể đọc là a lập phương luyện tập 2 viết tích các lũy thừa sau thành một lũy thừa. Chúng mình sẽ cùng nhau làm ý A trước. 2 mũ 4 nhân với 2 mũ 3. Vậy thì 2 mũ 4 chính là à, tích của 4 thừa số 2 đúng không các em? Vậy cô sẽ viết 4 thừa số 2. Và 2 mũ 3 chính là tích của 3 thừa số 2. Vậy thì tổng cộng ở đây Cô có bao nhiêu thừa số 2 vậy các em? Cô có 7 thừa số 2. Vậy cô có thể viết gọn tích này thành 2 mũ 7. Câu B, a mũ 3 nhân với a mũ 5. A mũ 3 chính là tích của 3 thừa số a. Và a mũ 5 chính là tích của 5 thừa số a. Vậy bây giờ các em hãy nhìn vào tích này giúp cô, cô có tổng cộng bao nhiêu thừa số A? Cô có 8 thừa số A vậy cô có thể viết gọn tích này thành A mũ 8. Chúng ta đã hoàn thành xong luyện tập số 2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Ở đây Bây giờ cô có hai phép tính. Phép tính đầu tiên là 2 mũ 4 nhân với 2 mũ 3 bằng 2 mũ 7. Và phép tính thứ hai là a mũ 3 nhân a mũ 5 bằng a mũ 8. Vậy bây giờ các em hãy giúp cô quan sát cơ số của các thừa số và cơ số của tích xem. À, chúng mình thấy rằng là cơ số của tích thì bằng với cơ số của thừa số thứ nhất và cũng bằng với cơ số của thừa số thứ hai và mình đã vừa quan sát xong cơ số bây giờ các em hãy giúp cô quan sát số mũ của các thừa số và số mũ của tích mình thấy rằng là 7 thì bằng 4 cộng 3 và 8 thì bằng 3 cộng 5 thì chúng mình thấy rằng là số mũ của tích thì sẽ bằng số mũ của thừa số thứ nhất cộng với số mũ của thừa số thứ hai Vậy tới đây mình sẽ cùng nhau rút ra một cái công thức tổng quát khi mà mình nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Vậy khi chúng mình nhân hai lũy thừa cùng cơ số, cô có a mũ m nhân với a mũ n thì sẽ bằng a mũ m cộng n. Chúng mình sẽ cùng nhau phát biểu thành lời. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Chúng ta hãy cùng nhau quay lại với hai phép tính lúc nãy. Bây giờ cô có một câu hỏi đặt cho các em đó là 2 mũ 7 chia cho 2 mũ 4 thì bằng bao nhiêu vậy các em? À, chúng ta thấy rằng là 2 mũ 4 nhân 2 mũ 3 thì bằng 2 mũ 7, vậy 2 mũ 7 chia 2 mũ 4 sẽ bằng 2 mũ 3. Và phép tính ở dưới a mũ 8 chia cho a mũ 3 thì sẽ bằng a mũ 5. Vậy bây giờ các em hãy giúp cô quan sát hai phép tính màu xanh. Quan sát cơ số và số mũ giúp cô. Vậy các em có nhận xét gì về cơ số? À, chúng mình thấy rằng là cơ số của thương thì à như thế nào vậy các em? Thì bằng với cơ số của số bị chia và bằng với cơ số của số chia. Sau khi mình quan sát cơ số xong bây giờ mình sẽ quan sát số mũ. Thì mình thấy rằng là 3 thì bằng 7 trừ 4, 5 thì bằng 8 trừ 3. Vậy mình thấy cái mối quan hệ giữa số mũ như thế nào đây? Mình thấy là số mũ của thương thì bằng với số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia vậy từ đây chúng mình sẽ cùng nhau rút ra một cái công thức tổng quát khi mà mình chia hai lũy thừa cùng cơ số nếu cô có a mũ m chia cho a mũ n thì sẽ bằng a mũ m trừ n vậy điều kiện ở đây đó chính là cơ số của mình là cũng là số chia là a mũ n đúng không các em là phải khác không nghĩa là a phải khác không và a mũ m trừ n thì trên cái số mũ mình có phép trừ uh, cho hai số tự nhiên vậy thì số bị trừ phải lớn hơn hoặc bằng số trừ nghĩa là m phải lớn hoặc bằng n vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau phát biểu thành lời khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác không ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ vậy thì khi m bằng với n thì chúng ta sẽ có kết quả như thế nào? Vậy cô sẽ thay a mũ m chia a mũ n cô sẽ thay thành a mũ m chia a mũ m vì n đã bằng m rồi đúng không các em? Và bây giờ đây là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, cô giữ nguyên cơ số a, cô thực hiện phép tính trừ trên uh, trên mũ và lấy m trừ m sẽ bằng 0, nghĩa là chúng mình có kết quả a mũ 0. Mặt khác khi mình chia hai số giống nhau cho nhau thì mình sẽ nhận được kết quả là một vậy từ đây chúng mình có thể rút ra là a mũ không thì bằng một và đây là một cái quy ước các em à, hãy nhớ giúp cô rất là quan trọng các em bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm ví dụ một viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa mình sẽ cùng nhau làm ý a trước 7 mũ 12 chia cho 7 mũ 5. Vậy đây là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Cô sẽ giữ nguyên cơ số 7, cô sẽ lấy 12 5 trên mũ. Và cô sẽ được một kết quả chính là 7 mũ 7 đúng không các em? Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm ý B. x mũ 8 chia cho x mũ 3. Vậy cô sẽ giữ nguyên cơ số x. Cô sẽ lấy 8 3 trên số mũ và cô sẽ nhận được kết quả là x mũ 5 đúng không các em? Vậy là mình đã hoàn thành xong ví dụ 1. Ví dụ 2, viết cấu tạo thập phân của số 3214, sau đó hãy dùng các lũy thừa của 10 để viết lại tổng này. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau viết cấu tạo thập phân của số 3214 trước nha các em. Vậy cô có 3214. Vậy 3214 thì đầu tiên mình có 3000 là 3 nhân với 1000. Cộng với 200 nghĩa là 2 nhân với 100. Cộng với 10 nghĩa là 1 nhân với 10. Và cộng với 4. Vậy mình có là 4. Vậy bây giờ cô muốn biểu diễn tổng này dưới dạng là à, tổng của các cô sẽ dùng lũy thừa của 10 để viết lại tổng này cho nên là bây giờ cô thấy là ở đây có 1.000 110 thì cô biết là 100 thì bằng 10 nhân 10 thì chính là 10 mũ 2 và 1.000 thì góc 10 lần 100 nghĩa là 1.000 sẽ bằng 10 mũ 3 vậy bây giờ cô sẽ thay thế 100 1.000 bằng 10 mũ 3 cô sẽ thay thế 100 bằng 10 mũ 2 ở đây 10 thì cô sẽ ghi là 10 mũ 1. Còn 4 thì sao? 4 ở đây thì mình có là 4 nhân với 1 đúng không các em? Và 1 thì cô cũng có thể dùng lũy thừa câu số 10 để biểu diễn đó chính là 10 mũ không. Thì bây giờ cô sẽ ghi lại, cô có 3 nhân với 10 mũ 3. Cộng với 2 nhân với 10 mũ 2. Cộng với 1 nhân với 10 mũ 1 và cộng với 4 nhân với 10 mũ 0. Vậy ở đây Cô có 3 x 10 mũ 3, vậy có nghĩa là cô sẽ có à, 10 mũ 3 Tổng của 3 số hạng 10 mũ 3 đúng không các em Và 2 x 10 mũ 2 Thì có nghĩa là tổng của 2 số hạng 10 mũ 2 Cô có 1 x với 10 mũ 1 Thì có nghĩa là 10 mũ 10 mũ 1 và ở đây cô có 4 nhân với 10 mũ 0. Và ở đây cô sẽ có à 10 mũ 0, cô sẽ cộng à 4 số hạng 10 mũ 0. Vậy là cô đã viết lại à số 3214 dưới dạng tổng của à, lũy thừa của 10 đúng không các em? Đây chính là kết quả. Vậy tới đây chúng mình sẽ rút ra một nhận xét đó là mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 bài tập vận dụng. Hãy dùng lũy thừa của một số tự nhiên để diễn tả mối quan hệ về trường độ của các nốt nhạc. Ở đây cô có một nốt tròn bằng hai nốt trắng bằng 4 nốt đen, bằng 8 nốt móc đơn, bằng 16 nốt móc kép, bằng 32 nốt móc 3 và bằng 64 nốt móc tư Vậy bây giờ, đề bài yêu cầu chúng mình là chỉ dùng lũy thừa của một số tự nhiên mà thôi. Vậy mình sẽ cùng nhau quan sát những số tự nhiên ở đây. Mình thấy là hai nốt trắng bằng 4 nút đen, 4 thì gấp đôi 2, 4 bằng 2 x 2 phải không các em? Vậy thì mình có thể biểu diễn 4 ở dạng là 2 mũ 2. 8 thì gấp đôi 4. Vậy thì 8 sẽ bằng à 4 nhân với 2 và cũng là bằng tích của 3 thừa số 2 luôn đúng không các em? Vậy 8 chính là bằng 2 mũ 3 đó các em. 16 thì lại gấp đôi 8 là bằng à, 16 bằng 8 x 2 Vậy nghĩa là à, 16 là tích của 4 thừa số 2 Và cũng như vậy mình cứ tiếp tục như vậy mình thấy là 32 thì gấp đôi 16 vậy mình nhân 2 thêm vô. Và 64 thì gấp đôi 32 mình cũng nhân 2 thêm vô. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau biểu diễn à cái mối quan hệ này mình sẽ dùng lũy thừa có cơ số là 2. Vậy một nốt tròn bây giờ cô muốn dùng lũy thừa cơ số 2. Cô biểu diễn số 1 vậy thì chính là hai mũ 0 đúng không các em? Và mình có hai mũ 0. Nốt tròn sẽ bằng với 2 mũ 1 nốt trắng. Và bằng với 2 mũ 2 nốt đen. Bằng với 2 mũ 3 nốt móc đơn. lại tiếp tục bằng với hai mũ 4 nốt móc kép. Vậy theo các em, à 32 nốt móc 3 nếu mà cô biểu diễn ở dạng lũy thừa có cơ số là 2 thì là hai mũ mấy vậy các em? À mình thấy là nếu mà mình nhân 2 vô à, nốt móc kép, nốt móc đơn thì gấp à, mình thấy là nếu mình nhân 2 vô nốt móc kép thì mình sẽ được à nốt móc 3 đúng không các em? Vậy thì cô sẽ lấy nhân thêm 2 vào 2 mũ 4 thì đó cũng chính là 32 luôn. Và 32 chính là 2 mũ 5 vậy sẽ bằng 2 mũ 5 nốt móc 3. Và khi mà mình mình thấy nốt móc tư thì gấp đôi số lượng nốt móc 3 vậy thì mình nhân thêm hai vô vậy à, số lượng nốt móc tư sẽ là hai mũ 6 nốt móc tư Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài này Chúng mình đã sử dụng lũy thừa có cơ số là 2 Để biểu diễn mối quan hệ về trường độ của các nốt nhạc Phần 4 bài tập chiếm lĩnh kiến thức Bài 1 viết kết quả của phép tính T nhân với T mũ 7 dưới dạng lũy thừa và các em có một đồng hồ bấm thời gian. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau viết lại đề bài là T nhân với T mũ 7. Vậy các em lưu ý ở đây giúp cô là khi mình nhân hai lũy thừa cùng cơ số, mình sẽ giữ nguyên cơ số và mình cộng số mũ. Nhưng mà chỗ này T ở đây không có số mũ gì ghi ở đây hết. Có nghĩa là T mũ 1 nha các em, không phải là T mũ 0 đâu. Cô sẽ ghi lại một lần nữa cho các em nhớ. T ghi chữ T không nghĩa là T mũ 1 nhân với T mũ 7 Vậy cô sẽ giữ nguyên cơ số là T Cô lấy 1 cộng 7 Là bằng 8 Vậy kết quả là T mũ 8 Vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án nào vậy các em À đó chính là đáp án C Bài 2 Viết kết quả của phép tính 5 x 5 mũ 3 x 5 mũ 7 x 5 mũ 5 dưới dạng một lũy thừa Và các em có một đồng hồ bấm thời gian Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau viết lại tích này. 5 nhân 5 mũ 3 nhân 5 mũ 7 nhân 5 mũ 5. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau à tính từ từ. Vậy đầu tiên mình tính cái tích này trước Vậy 5 nhân với 5 mũ 3 Thì lưu ý ở đây giúp cô Nếu ở đây không ghi số mũ thì nghĩa là 5 mũ Mũ 1 đúng không các em Vậy mình có 5 mũ 1 nhân với 5 mũ 3 Thì mình sẽ có 5 mũ 5 mũ 4 Vậy 1 cộng 3 là 4 Rồi mình lại nhân với 5 mũ 7 Rồi mình nhân với 5 mũ 5 Rồi tiếp theo mình lại tính tích của hai số này thì mình sẽ có là giữ nguyên cơ số 5 lấy 4 cộng 7 là 11. Vậy mình có à, kết quả là 5 mũ 11. Và bây giờ mình sẽ lấy 5 mũ 11 mình nhân với 5 mũ 5. Thì mình được một cái đáp án là 5 mũ 16. À, vậy mình thấy là khi mình giải bài này thì mình tính từng bước. Mình tính tích của hai lũy thừa trước. Sau đó thì mình tính từ 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 rồi mới đi đến đáp án. Bây giờ mình hãy cùng nhau quan sát kỹ lại bài này mình đã học là khi mình nhân hai lũy thừa cùng cơ số mình giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ vậy thì điều đó có đúng khi mà mình nhân nhiều lũy thừa cùng cơ số với nhau hay không thì bây giờ mình hãy thử làm xem bây giờ cô sẽ giữ lại cơ số 5 và cô sẽ cộng các số mũ lại với nhau cô lấy 1 cộng 3 cộng 7 cộng 5 thì cô sẽ nhận được một cái kết quả là 5 mũ 10 6 và cũng giống như là kết quả mà chúng mình đã làm ở trên. Vậy thì ở đây đáp án của bài này chính là đáp án A 5 mũ 16. Ngoài ra cô còn rút ra một lưu ý dành cho các em đó là khi mình nhân nhiều lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Vậy bây giờ không phải là hai lũy thừa mà nhiều lũy thừa thì cùng cơ số mình cứ giữ nguyên cái cơ số mình cộng các cái số mũ lại với nhau nha các em. Bài 3, viết kết quả của phép tính 5 mũ 9 chia 5 mũ 5 chia 5 mũ 3 chia 5 dưới dạng một lũy thừa và các em có một đồng hồ bấm thời gian. Chúng mình sẽ cùng nhau làm bài này. Bây giờ mình sẽ ghi lại đề. 5 mũ 9 chia cho 5 mũ 5. Chia cho 5 mũ 3. Và chia cho 5. Thì bây giờ mình cũng sẽ thực hiện từ trái sang phải nha. Cô sẽ à thực hiện phép tính này trước. 5 mũ 9 chia cho 5 mũ 5 thì mình sẽ giữ nguyên cơ số 5 mình lấy số mũ 9 mình trừ cho 5 và 9 trừ 5 là 4 thì bây giờ cô có 5 mũ 4 chia 5 mũ 3 chia 5 cô chỉ ghi lại hai số còn lại và bây giờ cô sẽ thực hiện phép tính này 5 mũ 4 chia 5 mũ 3 thì sẽ được 5 mũ 1 đúng không các em? Cô sẽ lấy à, 4 trừ 3 là 1 Rồi bây giờ lại lấy 5 mũ 1 chia cho 5 thì mình được một đáp án là là mấy vậy các em mình thấy là 5 mũ 1 chia cho 5 thì 5 ở đây chính là 5 mũ 1 đó các em vậy thì hai số giống nhau chia cho nhau thì sẽ được đáp án là là một vậy thì mình có kết quả của bài này là một khi mình thực hiện từ trái sang phải vậy mình đã học là khi mình thực hiện phép chia hai lũy thừa cùng cơ số mình giữ nguyên cơ số và mình thực hiện phép trừ trên các số mũ Vậy thì liệu điều đó có đúng khi mà mình thực hiện phép chia lũy thừa à cùng cơ số nhưng mà mình có nhiều lũy thừa không các em? À vậy bây giờ mình sẽ thử tính thử. Cô sẽ tính 5, cô sẽ giữ nguyên cơ số 5, cô lấy 9 trừ 5, cô thực hiện phép trừ trên số mũ. 9 trừ 5 trừ, trừ -3 trừ 1. Vậy cô ghi lại cơ số là 5. 9 trừ 5 trừ 3 trừ 1 sẽ bằng 0 Và mình biết là mình có quy ước là 5 mũ 0 sẽ bằng 1 Vậy mình nhận được một kết quả giống y chang kết quả trên đây mình đã tính đúng không các em Vậy ở đây mình sẽ cùng nhau rút ra một nhận xét Mình có kết quả là 1 Vậy bây giờ mình có nhận xét như sau khi chia nhiều lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ. Đây, giống như ở đây cô làm, cô giữ nguyên cơ số 5, cô lấy 9 trừ 5 trừ 3 trừ 1. Cô thực hiện phép trừ trên số mũ và cô nhận được đáp án giống y chang là khi cô thực hiện phép tính từ trái qua phải. Vậy các em nhớ lưu ý này giúp cô nha. Bài 4, kết quả của phép tính 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 3 cộng với 2 mũ 3 nhân với 9 là và bây giờ chúng mình sẽ có một cái đồng hồ bóng thời gian Chúng mình sẽ cùng nhau làm bài 4 Mình sẽ ghi lại đề rồi mình sẽ cùng nhau thực hiện phép tính nha các em Cô có 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 3 Cộng với 2 mũ 3 nhân với 9 Vậy thì để tính à, tính phép tính này thì các em cũng có thể là mình làm theo quy tắc và đầu tiên mình tính các cái lũy thừa ra rồi mình thực hiện phép tính nhân chia trước cộng trừ sau. Hoặc các em cũng có thể làm nhanh nếu mà các em à, chú ý một chút Thì mình thấy là mình có một cái thừa số chung Đó chính là 2 mũ 3 đúng không các em Vậy thì cô có thể đặt 2 mũ 3 làm thừa số chung Trong ngoặt cô sẽ có 2 mũ 2 cộng 9 Và bây giờ cô sẽ tính lưỡi thừa 2 mũ 3 thì bằng 8 Nhân với 2 mũ 2 bằng 4 và cộng với 9 Vậy cô có 8 Cô tính trong ngoặt trước nha các em 8 nhân với 13 Và cô được một cái đáp án là 104 Cô sẽ chọn đáp án D cho bài toán này Bài 5 Giá trị của X trong đẳng thức 3 mũ X chia cho 81 bằng 27 là Và các em có một cái đồng hồ bấm thời gian Để bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau ghi lại đề và tìm giá trị x nha các em. Cô có 3 mũ x chia cho 81 thì bằng 27. Vậy để cô tìm được x thì cô phải tìm được 3 mũ x trước các em. Vậy bây giờ cô sẽ xem 3 mũ x là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia, nghĩa là lấy 27 nhân với 81 thì ở đây các em cũng có thể à, bấm máy tính, các phép tính này. Nhưng mà các em hãy nhớ rằng là để tìm được x thì vế phải của mình cũng phải là một cái lũy thừa có cơ số là 3. Thì từ đó nếu mà mình có hai lũy thừa bằng nhau, chúng có giống cơ số thì số mũ cũng bằng nhau. Vậy mình hy vọng là mình sẽ có thể đưa những số này về cái lũy thừa có cơ số là 3. Vậy thì rất may, mình biết là 27 chia cho 3 thì bằng 9 và 9 cũng bằng là 3 nhân 3 đúng không các em. Vậy 27 này chính là tích của 3 thừa số 3, nghĩa là bằng 3 mũ 3. Và 81 thì bằng 3 mũ 4 đó các em. Vậy cô có vế phải sẽ bằng 3 mũ 7, vậy 3 mũ x bằng 3 mũ 7. Vậy ở đây hai lũy thừa này bằng nhau, chúng bằng cơ số Vậy thì số mũ của chúng cũng sẽ bằng nhau Nghĩa là x của mình sẽ bằng bằng 7 Vậy mình đã giải quyết được bài toán này Mình chọn phương án nào vậy các em? À, mình sẽ chọn phương án B Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau củng cố lại kiến thức của bài học hôm nay Đầu tiên cô có A mũ N thì chính là bằng tích của N thừa số A với điều kiện là N phải khác không. Thứ hai, khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì cô có a mũ m nhân với a mũ n thì sẽ bằng a mũ m cộng n. Cô giữ nguyên cơ số cộng hai số mũ với nhau. Còn ở đây cô có phép chia hai lũy thừa cùng cơ số a mũ m chia a mũ n. Cô sẽ giữ nguyên cơ số và cô lấy m trừ n với điều kiện là a phải khác không. M phải lớn hơn hoặc bằng N và mình cũng có một quy ước mà các em cần phải nhớ cho cô đó là A mũ 0 thì sẽ bằng 1. Chúng mình hãy cùng nhau đi đến phần mở rộng và khám phá. Vậy thì khi một con vi khuẩn Ecoli xâm nhập vào cơ thể người và sau một ngày thì chúng sẽ nhân thành 2 mũ 72 con vi khuẩn, nghĩa là sắp xỉ với 47 x 10 mũ 20 con vi khuẩn sẽ gây hại cho sức khỏe của con người đó các em. Đây, à, cô có hình ảnh của giải ngân hà, rất là đẹp phải không các em? Thì cô sẽ dùng lũy thừa để có thể biểu diễn đường kính của giải ngân hà, đường kính khoảng 10 mũ 21 mét. Khối lượng khoảng bằng 10 mũ 12 khối lượng mặt trời và chứa khoảng 10 mũ 7 đến 10 mũ 12 ngôi sao. Ngoài ra, để chỉ sự tăng trưởng nhanh của sự vật, sự việc, người ta cũng dùng lũy thừa để biểu thị. Ví dụ trong tự nhiên, lũy thừa có thể được dùng để biểu diễn sự tăng trưởng của số lượng bào tay hay là sự sinh sản, số lượng ốc bu vàng hoặc là trong lĩnh vực công nghệ chúng ta cũng có thể dùng lũy thừa để biểu diễn sự lây lan của các virus giữa các máy tính với nhau vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài học hôm nay cô hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau